Bác Đức Ba Tiết tiết lộ khó khăn khi trang điểm cho Chibu tại đạp gió 2023. Trúc Linh cho biết khó khăn lớn nhất khi chăm lo diện mạo cho ca sĩ Chibu là yếu tố thời gian, khi một mình phải kiêm nhiệm cả việc trang điểm lẫn làm tóc, cũng như không thể lên ý tưởng layout từ sớm. Trải qua gần 3 tháng tham gia đạp gió 2023, Chibu ngoài giành vị trí top 6 chung cuộc còn đạt nhiều thành tích ấn tượng, có thêm nhiều người hâm mộ là khán giả Trung Quốc. Sức hút này đến từ những màn trình diễn mãn nhãn cùng diện mạo chỉnh chu, từ váy áo cho đến trang điểm, kiểu tóc của nữ ca sĩ Việt Nam. Xuyên suốt hành trình chinh phục đất nước tỷ dân, Chibu luôn có make-up Artist Mia thuộc team của chuyên gia trang điểm Hikwon đồng hành trong việc trang điểm, làm tóc. Chia sẻ với ngôi sao, Mia tên thật là Trúc Linh, 22 tuổi, cho biết đã gắn bó với công việc trang điểm được 4 năm. Cơ hội cùng diễn viên ca sĩ Chibu sang Trung Quốc quay sau tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng với cô khá bất ngờ. Ban đầu, chuyên gia trang điểm Hikwon mới là người sẽ hỗ trợ Chibu tại Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó, vì lịch trình công việc khá dày đặc nên Mia được tin tưởng giao phó trọng trách làm đẹp cho đại diện của Việt Nam. Mia tiết lộ các layout trang điểm cho Chibu hầu như đều không được lên ý tưởng từ trước, mà phụ thuộc vào trang phục mà chương trình đưa ra cho từng vòng thi. Chúng tôi sẽ chỉ được biết trang phục 1 đến 2 ngày trước khi chị Chibu lên biểu diễn. Sau đó, layout make-up cho mỗi vòng sẽ được anh stylist Hoàng Cu và tôi đưa ra ý tưởng để chị Chibu lựa chọn, Mia kể lại. Layout trang điểm khoa nhất đối với Mia là khi Chibu trình diễn ca khúc Lonely Dance tại màn công diễn 5, do nữ ca sĩ sẽ thay đổi layout và kiểu tóc cho hai sân khấu liên tiếp. Không phải khó về cách thực hiện mà là về mặt thời gian. Kiểu tóc cho phần thi hôm đấy đòi hỏi tôi phải tập trung tuyệt đối. Làm tới đâu chắc chắn tới đó, vì không thể điều chỉnh khi thời gian chỉ có 30 phút. Mia thú nhận áp lực lớn nhất là vấn đề thời gian, khi cô chỉ có một mình kiêm nhiệm cả trang điểm lẫn làm tóc. Cô nàng cho biết trước những ngày ghi hình, có lúc áp lực căng thẳng đến mức mất ngủ, khi luôn trăn trở làm sao cho nhanh, cho đẹp nhất có thể. Trúc Linh kể lại kỷ niệm khiến cô nhớ mãi trong chuyến đi công tác đặc biệt này. Mỗi lần bay sang ghi hình, hành lý chứa đầy đồ trang điểm của tôi đều bị giữ lại sân bay để kiểm tra vì có rất nhiều đồ linh tinh bên trong. Có lần tôi đã tới Hồ Nam nhưng vali vẫn còn ở Thượng Hải. Thực sự lúc đấy rối bời vô cùng vì không biết phải làm gì nữa. Mà ngày hôm đó lại là ngày chị Chi phải vào nhà chung nhưng không có đồ để trang điểm. Về được tới khách sạn, tôi phải đi mượn mỗi anh chị một vài món đồ, từ những thứ nhỏ nhất để sao cho đảm bảo chị Chi sẽ có diện mạo chỉnh chu, xinh đẹp đi gặp các tỷ tỷ khác. Cũng rất may có chị phiên dịch giúp đỡ nên đến hôm sau tôi đã lấy được hành lý, vừa kịp lịch trình ghi hình. Đây có lẽ là kỷ niệm khó quên nhất trong hành trình này cũng như trong sự nghiệp của tôi. Gác lại những áp lực, vất vả sang một bên, Mia thấy bản thân may mắn khi có cơ hội làm việc tại đạp gió 2023 cùng Chibu, đem đến cho cô nhiều trải nghiệm quý giá. Tại hậu trường chương trình, Mia được gặp gỡ các tỷ tỷ bằng xương, bằng thịt, chụp ảnh chung cùng Ella, Amber. Cô nàng cũng được giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm trong nghề từ các make-up artist của các tỷ tỷ khác.